Thưa quý vị, ung thư tuyến giáp có tiên lượng bệnh tốt hơn so với nhiều loại ung thư khác vì loại tế bào biệt hóa tốt, dạng nang, dạng nhú có mức độ ác tính thấp, chiếm tới 90% trong các loại ung thư ở tuyến giáp. Do độ lành tính của ung thư vùng tuyến giáp cao hơn so với ung thư các vùng khác, nên bệnh ung thư tuyến giáp có tiên lượng tốt nhất trong các loại ung thư. Đối với những bệnh nhân ở giai đoạn đầu, cơ hội chữa khỏi bệnh lên đến hơn 97%. Đây cũng là thông tin cuối ngày của Y tế trong ngày. Ung thư tuyến giáp cũng như tất cả những cái bệnh lý ung thư khác thì nó có rất là nhiều thể khác nhau. Nhưng riêng đối với ung thư tuyến giáp thì có thể tạm thời chia làm hai cái thể để cho nó đơn giản. Một là những cái thể mà có thể thuận lợi trong cái quá trình điều trị, tức là những cái thể mà nó có thể đáp ứng tốt được với thuốc. Và cái dạng thứ hai, tức là những cái thể ung thư mà cái khả năng đáp ứng với thuốc, kể cả hóa chất và kể cả xạ trị là rất là kém. Thế như vậy thì một thể là có thể nói là rất là nặng, và một thể thì là có thể có điều kiện để chữa khỏi hoàn toàn. Và còn một cái điều nữa là đối với những cái thể ung thư tuyến giáp mà có thể đáp ứng với thuốc, có thể đáp ứng với điều trị, kể cả bằng ưa phóng xạ, thì nó lại chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn, tới độ khoảng độ 92 cho đến 95% trong tổng số bệnh nhân ung thư tuyến giáp. Đó là những cái thể ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. Ông Đặng Minh Tuấn, 60 tuổi, ở phố Chợ Hàng Cũ, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú vào tháng 8 năm 2015. Ban đầu, ông không nghĩ rằng căn bệnh ung thư có thể đến được với mình. Khi sờ lên cổ có khối u bằng đầu ngón tay, ông chủ quan bỏ qua. Chỉ đến khi khối u phát triển nhanh bất thường, gây trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt, ông mới đi khám. Phát hiện bệnh, cái tưởng bắt đầu là sốt, hay về sốt là chiều, về đêm. Mà sau một tuần thì hơn tuần thì cảm thấy là bắt đầu nó sưng, nó thấy khó chịu. Khi bắt đầu phát hiện ra thì nó mới nhỏ bằng ngón tay thôi. Nhưng sau khi phát hiện sau sờ một tuần sau là nó phát triển nhanh một cách khó chịu mà nó to luôn bằng như cái cốc. Bệnh nhân Nguyễn Thị Dĩ Bằng, 40 tuổi, phát hiện ra ung thư tuyến giáp trên nền bệnh sử bị ba giai đô. Chính vì vậy, khi hội chẩn, các bác sĩ cần phải cân nhắc nên phẫu thuật như thế nào để tối ưu hóa cho bệnh nhân. Nhưng mà theo tôi, để cho nó chắc chắn hơn thì trường hợp này bệnh nhân nên cho đi chụp cái cắt lớp vùng cổ. Và qua cái phim cắt lớp, cái phim CT scanner ở vùng cổ thì người ta sẽ cho mình biết được phần cái cấu trúc của hạch như thế nào. Vấn đề là mạch máu nó có tăng sinh hay không. Và còn một cái điều nữa là theo tôi cũng nên làm, đó là gì? Đó là mình nên chọc cái hạch, làm cái cyto dưới xương. Và khi mà các bác sĩ người ta đã khẳng định cho mình rằng là bệnh nhân này ung thư tuyến giáp, đồng thời là có những hạch di căn, thì việc này là phẫu thuật thì là quan trọng hàng đầu rồi, đúng không? Phẫu thuật thì là quan trọng hàng đầu rồi, và cái việc cắt toàn bộ tuyến giáp đối với bệnh nhân này thì là đương nhiên. Thế thì ngoài ra thì liệu rằng là nó còn có những hạch nào bất thường hay không? Thì rồi là ta tiếp tục sẽ cho bệnh nhân điều trị bằng phóng xạ và có thể dùng cái Còn bệnh nhân Nguyễn Thị Vân, 47 tuổi, đến viện khi bị tái phát, nếu không xử lý ngay sẽ nguy hại đến tính mạng bệnh nhân. Ung thư nó tái phát ở tại tuyến, ở tại hạch thì nó là cái câu chuyện cũng thường gặp. Đối với trường hợp như cái bệnh nhân này thì đã phẫu thuật, cắt toàn bộ tuyến giáp, rồi là cũng đã nạo vét hạch, và đồng thời bệnh nhân đã được điều trị bằng iốt phóng xạ là ba đợt rồi. Và cái liều của người ta đây là liều là 150 mg, đúng không? Liều 150 mg. Nhưng mà bây giờ vấn đề rằng là nó lại xuất hiện những cái hạch ấy nữa, thì đó cũng là cái câu chuyện bình thường thôi. Bởi vì trong cái ung thư tuyến giáp thì có những khi nó cũng có những trường hợp nó kháng lại iốt phóng xạ, trước đây thì cái việc mà đáp ứng phóng xạ rất tốt, nhưng mà những cái trường hợp này thường là nó đã bắt đầu kháng lại những yếu của sang bắn bốt rồi. Cho nên là theo quan điểm của tôi thì những cái trường hợp này thì cái việc mà phẫu thuật để bóc tách rồi phẫu tích lấy hết những cái hạch này là chuyện bắt buộc.
ung thư tuyến giáp là một trong những dạng ung thư dễ chữa trị thành công nhất. Cơ hội sống trên 5 năm cho các bệnh nhân là gần 100%.